video clip lần trước á, mình có hỏi một câu hỏi về một nhân vật thông thái rất là hay sử dụng file wipe ấy. Thì rất là tiếc là chưa có bạn nào trả lời đúng hết. Thì hôm nay mình trả lời cho mọi người trong video clip này luôn. Thì nhân vật đó chính là triết gia người Hy Lạp cổ đại Socrates. Các cái câu chuyện về Socrates có rất nhiều, nhưng trong khuôn khổ video clip ngày hôm nay thì mình chỉ nhắc đến phần lịch sử của Socrates mà có liên quan tới file wipe thôi. Thì đối với những bạn mà chưa xem video clip về file wipe lần trước của mình á, thì mình có dẫn link ở đây để mọi người xem qua cái video clip về file wipe trước khi là mình vào cái video clip về Socrates và file wipe này nhé. Socrates sinh ra ở Athens năm 469 trước công nguyên. Ông là con trai của một thợ đá và một bà đỡ đẻ. Ông có cơ hội nghiên cứu triết học trước khi bị gọi vào quân ngũ. Sau khi lập công trong chiến tranh, ông quay về Athens. Sau khi cha mất, ông được thừa kế đủ tiền để sống với vợ mà không phải làm việc. Từ đó trở đi, Socrates trở thành một hình ảnh quen thuộc ở Athens, tham gia các cuộc thảo luận triết học với các công dân cùng thành phố và được rất nhiều học trò theo. Socrates thường được nhắc đến như một trong những người khai sinh ra triết học phương Tây. Dù ông không viết sách, không lập nên trường học, cũng không có một cái học thuyết nào cho riêng mình cả. Tuy nhiên, điều mà ông đã làm được là liên tục đặt những cái câu hỏi khiến cho bản thân ông cảm thấy hứng thú. Từ đó ông phát triển ra một cái tư duy mới, một cái phương thức mới để kiểm tra lại những gì mà chúng ta nghĩ. Thì phương pháp đó được gọi là phương pháp truy vấn biện chứng. Cái kỹ thuật này được tiến hành như là một cái kiểu đối thoại giữa hai quan điểm trái chiều ấy. Thì Socrates đứng ở vị trí như là một người không biết gì cả, từ đó bắt đầu liên tục đặt những cái câu hỏi và phơi bày những cái mâu thuẫn trong lý lẽ của đối phương, từ đó mới khơi lên được sự thấu suốt. Thì mình sẽ trình bày cho mọi người một cái ví dụ của Socrates luôn ha. Từ cái ví dụ này mọi người sẽ thấy rất là rõ cái kỹ thuật file wipes. Đây là một ví dụ trong phương pháp truy vấn biện chứng của Socrates nhé. Thì bên hỏi màu xanh nó sẽ là Socrates, còn phần đáp sẽ là phần của đối phương. Thì Socrates hỏi: bạn nghĩ các vị thần biết tất cả? Đáp lại là: phải, bởi vì họ là thần mà. Hỏi: các vị thần có bất đồng với nhau không? Đáp: có, tất nhiên là có, họ luôn luôn đấu nhau. Vậy các vị thần bất đồng về việc xác định cái gì là đúng, cái gì là sự thật à? Thì hẳn là vậy. Nếu có vị thần đúng và vị bất đồng, có thể sai đúng không? Thì hẳn là thế. Thì rốt cuộc kết luận là gì? Vậy các vị thần không thể biết tất cả. Oops. Tuy nhiên Socrates không có hứng thú tranh luận để tìm kiếm phần thắng, hay là tranh luận để kiếm tiền như là những người cùng thời của ông đang làm. Ông thực sự chỉ là mang một cái tính tò mò thuần túy, và ông đặt những cái câu hỏi đó cho những người xung quanh không phải là để tìm kiếm một cái câu trả lời nào cho từng câu hỏi, mà thật ra ông chỉ muốn kiểm tra lại cái quan niệm mà những người mà ông gặp đang áp dụng lên chính bản thân mình. Ví dụ như những định nghĩa về tốt và xấu, hạnh phúc, công bằng, chân lý. Bởi vì Socrates thực sự nghĩ là hiểu được chính mình chính là nhiệm vụ đầu tiên của triết học. Đối với Socrates thì một cuộc đời không tự vấn là cuộc đời không đáng sống. Đó chính là quá trình truy vấn ý nghĩa của những quan điểm cơ bản mà mỗi chúng ta sử dụng hàng ngày, nhưng mà chúng ta không bao giờ thực sự nghĩ về chúng, để nhờ đó hé lộ ra ý nghĩa thực sự của chúng và sự vô tri của mỗi chúng ta. Socrates bắt đầu thu hút được người dân Athens là từ những cuộc thảo luận về các chủ đề như bản chất của tình yêu, công lý và lòng trung thành. Những người đối thoại với Socrates qua một chuỗi câu hỏi mà Socrates đặt ra đã phơi bày cho chính bản thân họ thấy những mâu thuẫn của chính mình, khiến họ nhận ra và đồng ý với những kết luận mới. Thì có một cái câu chuyện rất là hay về Socrates. Chuyện kể rằng một người bạn ông hỏi nữ tư tế đền thờ Apollo. Thì đây cũng là một nhân vật rất là nổi tiếng trong lịch sử của thành Athens, là nữ tư tế Pythia với lời sấm đền Delphi. Và lời sấm đáp rằng không ai thông thái hơn Socrates. Thì khi nghe được chuyện này, Socrates rất là kinh ngạc. Ông phải tìm gặp người uyên bác nhất trong thành Athens để có thể bác bỏ điều này.
kết quả là ông khám phá ra tất cả những người này cứ tưởng là họ biết nhiều, nhưng khi qua cái sự thẩm tra của Socrates thì tri thức của họ tỏ rõ những hạn chế và sai lạc. Thì chính cái lối truy vấn không khoan nhượng đối với niềm tin của mỗi con người, đặc biệt là về chính bản thân họ, khiến cho Socrates hay bị hiểu lầm là đang sử dụng một cái hình thức ngụy biện khá nguy hiểm và tư lợi cho bản thân. Chẳng ai muốn tự nhận là mình sai đúng không? Cho nên là Socrates đã rước vào người rất là nhiều kẻ thù. Thì sau đó ông bị buộc tội là làm băng hoại đầu óc giới trẻ và bị kết án tử. Dù được trao cho cơ hội để chọn án lưu đày, tức là ông sẽ bị trục xuất khỏi Athens mãi mãi, ông đã chấp nhận là phán quyết có tội để minh chứng cho chân lý và được ban cho một liều thuốc độc cần chết người vào năm 399 trước công nguyên. Thì đây là một bức tranh rất là nổi tiếng về cái chết của Socrates. Trong tranh, ông chấp nhận uống một bát độc cần sẽ làm ông mất mạng, dáng điệu ngang tàn, chỉ tay lên thiên đường. Thì mọi người có thể thấy cái người dân bát thuốc độc cần này còn không dám nhìn, trong khi một tay của Socrates thì đang chuẩn bị cầm lấy bát thuốc, một tay chỉ lên trời. Thì người chứng kiến cái chết này và bị ảnh hưởng sâu sắc là một học trò xuất sắc nhất của ông, Plato, người đang ngồi ở dưới chân giường và quay mặt đi ấy. Thì đây sẽ là người ghi lại những cái tư tưởng của Socrates trong một chuỗi tác phẩm gọi là Những Đối Thoại. Trong đó Socrates tiến hành truy vấn rất là nhiều tư tưởng khác nhau. Cuối cùng thì lời sấm ở đền Delphi đã đúng. Ông là người thông thái nhất Athens, nhưng mà thực sự không phải nhờ tri thức của ông, mà bởi vì ông thừa nhận là mình không biết gì cả. Thì để mà đạt được tri thức về thế giới và để bản thân nhận ra những hạn chế từ sự vô tri của mình, thì chỉ khi đó ta mới có thể hy vọng hướng đến được chân lý. Thì đây là một số câu quotes rất là nổi tiếng của Socrates mà mình muốn chia sẻ với mọi người ha. Câu thứ nhất cực kỳ nổi tiếng, Know thyself, hãy tự hiểu chính mình. Câu thứ hai, The only true wisdom is in knowing you know nothing. Hiểu biết đích thực là biết rằng mình không biết gì cả. Câu thứ ba, The unexamined life is not worth living. Một cuộc đời không tự vấn là cuộc đời không đáng sống. Câu thứ tư cũng là câu mà mình rất là thích và mình coi như là kim chỉ nam cho cuộc đời mình luôn ấy. Strong minds discuss ideas, average minds discuss events, weak minds discuss people. Thì những bộ óc lớn thảo luận về những ý tưởng, bộ óc trung bình thì bàn luận về những sự kiện, còn những bộ óc non yếu chỉ nói chuyện về con người, tức là đi tám sau lưng người này người kia đấy mọi người ạ. Câu cuối cùng, by all means marry, if you get a good wife, you become happy. If you get a bad one, you become a philosopher. Thì dù sao một khi đã kết hôn, nếu mà lấy được người vợ hiền thì bạn sẽ hạnh phúc, còn nếu không thì bạn sẽ trở thành một triết gia. Câu cuối cùng khá là hài hước. Thì đó là câu chuyện về Socrates mà mình muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay ấy. Rồi thì để cho mọi người có một số hứng thú về cái chủ đề triết học thì mình giới thiệu cho mọi người quyển sách này ha, Triết học Philosophy. Thì cái quyển này nó tóm tắt lại rất là đầy đủ, rõ ràng và cực kỳ dễ hiểu về triết học qua các thời kỳ và các triết gia nổi tiếng. Thì phần lớn các cái trích đoạn mà mình đã miêu tả ở trên và cả cái ví dụ nữa là đều lấy từ trong cái quyển sách này ha. Sách viết rất là ngắn gọn, dễ hiểu, khá nhiều hình minh họa ấy. Và có cả những cái sơ đồ nữa thì rất là dễ đọc nhé. Nếu mà mọi người có quan tâm đến chủ đề triết học thì có thể thử bằng cuốn sách này. 30 giây mình đi nhanh qua quyển sách này nha. Giữ trung tính làm đầu của Khổng Tử. Ai ném cho ta quả đào, ta trả lại họ quả mận của Mặc Tử. Thiên Chúa không có thuộc tính của Moses. Tôi tư duy thế nên tôi tồn tại của Descartes. Tập quán là chỉ dẫn tuyệt vời cho đời sống con người của Hume. Lịch sử mọi xã hội từng có đến nay là lịch sử đấu tranh giai cấp của các Marx. Con người là thứ để bị vượt qua của Friedrich Nietzsche. Câu chuyện về Socrates hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong video clip lần sau nhé. Cảm ơn mọi người đã xem. Tạm biệt.